ngày hiện tại sức khỏe tạm ổn định. Bởi vì trong trường hợp mà bệnh nhân mình bổ huyết trên một cái chức năng khoảng có thể là một con to như thế này từ năm thì bệnh nhân lớn tuổi thì có tiền sử của viêm long đường hô hấp cũng như là viêm đường tiêu thì cũng được theo dõi sát để mà loại trừ các triệu chứng xảy ra.